Đi một buổi sáng chỉ có được hai con như này. Mỗi ngày được hai con, ba con. Mệt lắm mọi người. Đây khu vực của mình này, cho mọi người xem. Đó là rừng tre. Đây là tre măng đắng. Còn không biết bên này là măng hốc với lại măng kia thì mình lại không biết. Rất là nhiều luôn. Vừa đây toàn là rừng nha mọi người nha. 2 ngày nữa mình phải nó mình bẻ ngô ở trên này xong ấy. Ngô trên này gần xong rồi. Chắc là hôm nay hoặc là ngày mai xong. Phải đi câu cá ao kìa. Rất là rộng rãi luôn.